Chào mừng các bạn đến với bản tin thể thao của 138.com. Đăng ký ngay để nhận 248% thưởng chào mừng trong thể thao 138. Real Madrid hòa thất vọng trước Villarreal. Real Madrid chỉ có trận hòa 2 đều trong ngày khởi đầu năm mới 2019, dù được đánh giá cao hơn chủ nhà Villarreal. Trước đối thủ ở top cuối bảng, Real Madrid được kỳ vọng sẽ có chiến thắng để làm bàn đạp hướng đến các trận đấu tiếp theo. Đội khách sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng chủ nhà Villarreal mới là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư. Từ đường truyền của Samuel Schweizer, Santi Cazorla tung một cú dứt điểm màu chạm bằng lòng trong chân phải, hạ gục thủ thành Thibaut Courtois. 3 phút sau, Real Madrid có bàn gỡ hòa một đều do công của Karim Benzema. Lucas Vazquez đưa bóng tốc độ từ cánh phải, chưa thực hiện được chuyền bóng cho đàn anh người Pháp bật cao đánh đầu trong sự bất lực của hàng thủ đội nhà. Tiếp đà hứng phấn, đoàn quân của huấn luyện viên Suarez đẩy cao đội hình tấn công và có thêm bàn thắng thứ hai vào lưới Villarreal sau một tình huống cố định. Toni Kroos trao bóng cho Varane băng vào đánh đầu đập đất khiến thủ thành Sergio Asensio không còn biết làm gì ngoài việc vào lưới nhặt bóng. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Thế chủ động vẫn thuộc về Real Madrid trong hiệp 2. Los Francos có cơ hội kết thúc trận đấu ở phút thứ 65 sau sai lầm của hàng thủ Villarreal, nhưng Lucas Vazquez lại không thắng được thủ môn đội nhà trong pha đối mặt. Phung vì cơ hội, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 82. Pablo Fornal chơi bóng cho Santi Cazorla thoải mái băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa hai đều cho Villarreal. Cú đúp của cựu sao Arsenal giúp tàu ngầm vàng Villarreal cầm hòa Real Madrid hai đều, qua đó giành được một điểm quý giá trong cuộc đua chủ hạng. Villarreal đã vượt qua Athletic Bilbao để ngồi lên vị trí thứ 17. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Suarez dậm chân ở vị trí thứ 4 với 31 điểm, đứng trước nguy cơ bị Alaves đuổi kịp. Cuối tuần này, Real Madrid sẽ có trận đấu tiếp theo ở La Liga gặp đối thủ không hề dễ chịu là Sociedad. Trong trận đấu này, Gareth Bale tiếp tục thể hiện màn trình diễn không mấy ấn tượng. Cả trận đấu, tuyển thủ người xứ Wales thi đấu rất nỗ lực và chịu khó di chuyển để tìm kiếm cơ hội. Tiếc là ngôi sao số 11 chỉ tung ra được một cú sút cũng như không thể lập công cho đội nhà. Trong 4 trận gần đây nhất ở La Liga, chân sút 29 tuổi chỉ có ghi được một bàn thắng. Tới nay, sau 17 vòng đấu, anh sở hữu đúng 4 lần xé lưới đối phương tại đấu trường quốc nội, ngang với trung vệ Sergio Ramos. Đây thật sự là một thành tích bết bát, đáng thất vọng với một tiền đạo đẳng cấp như ngôi sao số 11. Hy vọng rồi thất vọng, suốt một nửa chặng đường của mùa giải, những gì Gareth Bale làm được cũng chỉ là một trận tỏa sáng rồi lại ngụp lặn. Bên cạnh đó, phong độ ở mùa giải 2018-2019 của Modric liên tục đối diện với nghi ngờ. Sau hàng loạt thành công về mặt cá nhân, ngôi sao người Croatia đã không còn giữ được đẳng cấp của bản thân. Rất nhiều trận đấu, tuyển thủ 32 tuổi phô diễn bộ mặt bạc nhược, nếu không nói là kém cỏi nơi tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia. Trong trận đấu mới đây, Modric khiến cổ động viên hoàng hồn với những gì đã thể hiện trên sân. Một siêu tiền vệ vô cùng tệ hại, thi đấu lờ đờ và không có nổi một pha bóng ấn tượng. Có lẽ đã từ rất lâu khán giả mới chứng kiến ngôi sao số 10 lạc nhịp với đội hình Real đến như thế. Chưa kể anh còn nhận điểm thấp nhất trận đấu từ Who Score. Niềm hy vọng của Real Madrid đều đang đặt lên đôi vai của Karim Benzema. Ngôi sao người Pháp không chỉ là tiền đạo chủ chốt mà còn đóng vai trò gánh vác trách nhiệm của Ronaldo để lại ở thời điểm hiện tại của đội bóng. Tuyển thủ số 9 chưa thể hiện được một bàn tốt nhất, song anh vẫn đang góp công không nhỏ trong từng trận đấu của đội nhà. Từ ngày Suarez kế nhiệm chiếc ghế nóng ở Bernabeu, Benzema ngày càng thi đấu tiến bộ. Ngôi sao người Pháp không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ rất tốt cho đồng đội. Trong những trận thắng chẳng thể lập công, chân sút 31 tuổi sẽ kiến tạo. Trước Villarreal, Benzema tiếp tục cho thấy anh lại điểm tựa nơi hàng công thay vì Gareth Bale. Tiền đạo số 9 thi đấu rất nỗ lực, xông xáo. Tuyển thủ đất nước Lục Đăng chính là người giúp đội nhà có bàn gỡ hòa ở phút thứ 7. Chưa kể, chân sút 31 tuổi cũng chịu khó dứt điểm và di chuyển để tìm kiếm cơ hội. Sau trận đấu có thể nói rằng Real Madrid có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nếu muốn trở lại đúng đẳng cấp thực sự của mình. Marseille trở lại cuộc đua vô địch sau khi hạ Liverpool. Manchester City đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước Liverpool trong trận cầu tâm điểm tại vòng 21, rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của chính lưỡi đỏ đang nắm giữ, nhập cuộc với thế chủ động. Tuy nhiên, Manchester City không thể tung ra bất cứ pha dứt điểm nào về phía Liverpool trong khoảng 30 phút đầu tiên. Thậm chí, đội khách suýt nữa có bàn thắng mở tỷ số nếu như cú sút của Mane không được bóng đánh trúng cột dọc ở phút thứ 18. Sau đó, hàng phòng ngự Man City có tình huống không hiểu ý, nhưng rất may bóng chưa lăn qua vạch vôi. Tuy nhiên, các cổ động viên của Man xanh đã được ăn mừng bàn thắng ngay trong hiệp 1. Từ đường truyền bên cánh trái của Bernardo Silva, bóng đến chân Sergio Aguero. Dù ở góc rất hẹp, tiền đạo người Argentina vẫn tung ra một cú sút chân trái cực mạnh, tung nóc lưới của Liverpool. Sang đến hiệp 2, Liverpool đẩy cao thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Điều này khiến đội chủ nhà tỏ ra bối rối và không tạo được thế trận tốt như hiệp 1. Những gì mà thầy trò Pep Guardiola làm được chỉ là thẻ phạt và các tình huống phạm lỗi. Điều gì đến cũng phải đến phút thứ 64. Từ đường phất bóng đổi cánh tuyệt hay của Alexander Arnold, hậu vệ Robertson băng vào đưa bóng cắt ngang khung thành Man City. Công việc của Firmino chỉ là đánh đầu vào lưới trống gỡ hòa cho đội khách. Trong thời gian còn lại, hai đội thi đấu ở thế trận giằng co, không có nhiều pha bóng đáng chú ý, thay vào đó là những tình huống tranh chấp nhằm chiếm khu vực trung tuyến. Ở thế trận đó, một phút loa sáng đủ làm nên chuyện. Phút thứ 72, Raheem Sterling dẫn bóng và chọc khe tinh tế cho Leroy Sané đang băng lên từ phía cánh trái. Mặc cho trung vệ đối phương áp sát, tiền vệ người Đức tung ra cú đá chéo góc tuyệt hảo, tái lập thế dẫn bàn cho Man City. Tỷ số 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Chiến thắng này đã giúp cho Manchester City rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của Liverpool xuống còn 4 điểm. Bên kia chiến tuyến, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã thua trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh mùa này. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên ngôi ở cuối mùa. Chiến thắng này của Man City đã khiến cuộc đua vô địch hấp dẫn trở lại. Con số 20 là chuỗi bất bại ở ngoại hạng Anh mùa này của Liverpool đã chính thức khép lại. Trên bảng xếp hạng, Liverpool đang đứng thứ nhất với 54 điểm, Man City đứng ở vị trí thứ hai với 50 điểm, Tottenham Hotspur đứng vị trí thứ ba với 48 điểm, Chelsea vị trí thứ tư với 44 điểm, Arsenal ở vị trí thứ năm với 41 điểm, Manchester United đứng vị trí thứ sáu với 38 điểm. Thêm trung vệ vào tầm ngắm MU với mong muốn củng cố hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trung vệ, Manchester United đang nhắm đến hàng loạt cái tên, nhưng không biết cái tên nào mới là mục tiêu thực sự của Manchester United. Mới đây, trung vệ Issa Diouf của West Ham đã được đưa vào tầm ngắm. Issa Diouf mới chuyển đến West Ham từ Toulouse hồi mùa hè vừa qua với mức phí 22 triệu bảng. Trung vệ 21 tuổi này ngay lập tức để lại ấn tượng khá tốt trên khía cạnh chuyên môn, sở hữu thân hình cao lớn, nhưng Diouf cũng tỏ ra khá nhanh nhẹn trong các tình huống băng cắt hay đọc tình huống. Từ hơn một tháng qua, MU đã cử tuyển trực viên theo dõi sát sao cầu thủ này. Tuy nhiên, mỗi có sự phục vụ của Diouf ngay kỳ chủ nhiệm mùa đông, MU sẽ phải bỏ ra khoản tiền lớn lên đến 60 triệu bảng. Tuyến phòng ngự của Quỷ đỏ vẫn đang tồn tại nhiều lỗ hổng nên lãnh đạo câu lạc bộ đã đưa ra hàng loạt phương án để bổ sung. Ngoài Diouf, còn rất nhiều cái tên khác được nhắc đến như Koulibaly, Andrew Warren, Harry Maguire, Milenkovic hay Romagnoli. Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, nếu tuyển thêm trung vệ mới, MU sẽ giao bán một vài người thừa dưới tuyến hậu vệ. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng tính đến việc thanh lý hai ngôi sao vào kỳ chủ nhiệm mùa đông. Theo đó, trong thời gian qua, đội bóng lửa đỏ thành Manchester đã quyết định gia hạn hợp đồng với hàng loạt cầu thủ như Anthony Martial, Chris Smalling, Ander Herrera và đang tiếp tục đàm phán gia hạn với Marc Rashford hay David De Gea. Tuy nhiên, có hai cái tên không được lãnh đạo đội bóng nhắc tới là trường của Matteo Darmian và Marco Rojo. Quỷ đỏ được cho là muốn thanh lý sớm hai cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với Matteo Darmian, hậu vệ này đang được liên hệ trở lại Italia khi có những câu lạc bộ như Inter Milan, Juventus hay AS Roma đang mong muốn có sự phục vụ của hậu vệ 29 tuổi này. Về phần Marco Rashford, hồi mùa hè năm 2018, Everton đã có liên hệ muốn đưa cầu thủ người Argentina về sân Goodison Park. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổ bể khi MU không thể hoàn thành những mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của mình. Cho đến nay, Everton vẫn mong muốn sở hữu cầu thủ này nếu MU nhà người. Nếu hoàn tất việc thanh lý hai cầu thủ này xong, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể dồn tiền để tìm kiếm một trung vệ mới nhằm gia cố vững chắc thêm hàng phòng ngự trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Ramos quyết tâm cản đường Mourinho tái hợp với Real Madrid. Thủ quân Sergio Ramos của Real Madrid nói bóng gió nếu Mourinho tái duyên với đội nhà, anh sẽ ngay lập tức rời sân Bernabeu. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, ban lãnh đạo của Manchester United đã quyết định sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho sau kết quả thi đấu bê bát của đội bóng. Rời sân Old Trafford, nhưng người đặc biệt vẫn là cái tên được săn đón trong làng bóng đá. Rất nhiều đội bóng đã tính đến phương án mời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha về làm việc, trong đó có Real Madrid. Theo tiết lộ từ tờ El Pas, hồi tháng 10 vừa qua, tổng giám đốc Jose Ángel Sánchez của Real Madrid đã gặp gỡ Jose Mourinho để bàn bạc về viễn cảnh ông trở lại sân Bernabeu. Phía Real Madrid hy vọng sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Mức lương ban đầu là 15 triệu euro một năm, nhưng sau đó đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tăng lên thành 20 triệu euro. Sau khi nghe tin lãnh đạo đội bóng Real Madrid có ý định tái hợp với Mourinho, Sergio Ramos đã ngay lập tức có động thái cứng rắn. Theo đó, đội trưởng người Tây Ban Nha bóng gió nói, nếu người đặc biệt trở lại Bernabeu để thay thế cho huấn luyện viên Santiago Suarez, anh sẽ ngay lập tức ra đi. Điểm đến của Ramos có thể sẽ là Trung Quốc, nơi anh đang được chào mời với mức lương cao ngất ngưởng. Trong quá khứ, cụ thể là giai đoạn 2010-2013, Jose Mourinho đã gây mâu thuẫn với không ít ngôi sao của Real Madrid, trong đó có Iker Casillas, Ramos và cả Pepe. Đây cũng là một phần lý do khiến ông bị lãnh đạo Real Madrid thất sủng và rồi phải ra đi. Giờ đây, Casillas và Pepe đều đã rời Bernabeu, nhưng Ramos vẫn còn ở đó và là ông trùm thực sự trong phòng thay đồ. Chào mừng quý khách đã đến với trang 138.com. 138.com là một trong những trang giải trí cá cược uy tín hàng đầu tại khu vực châu Á cũng như trên thế giới. 138.com cung cấp sản phẩm như sau: thể thao IBC, thể thao Colossus, slot game đa dạng, casino với đầy đủ các loại hình từ tài xỉu, baccarat, quầy số, đặc biệt là poker với các giải đấu và tiền thưởng cực khủng. Khuyến mãi tại 138.com cực hấp dẫn. Thể thao thưởng chào mừng lên đến 248%, casino chào mừng 100% và slot nhận ngay 200% cho lần đầu tiên gửi tiền. Chơi poker nhận ngay 1.000 đô miễn phí với hàng loạt giải đấu miễn phí mỗi ngày. Đặc biệt, nhân dịp năm mới, mỗi ngày quý khách có thể tham gia gửi tiền hàng ngày tặng 19% lên đến 1 triệu đồng và gửi lại nhận thêm 5% mỗi ngày. Gửi là thưởng, chỉ có tại 138.com và hàng loạt khuyến mãi cực hấp dẫn. Chúc quý khách có thời gian giải trí tuyệt vời cùng với 138.com.